HP103 mà chị. Xin chào mọi người, bây giờ mình cùng nhau chơi bài để được tặng giày và giày không đồng đây. Mình vui chơi có thưởng nha mọi người. Vừa thưởng chế độ IQ của mình mà vừa có thưởng nữa. Đây nha, đây là bộ bài trên tay em. Và xíu nữa em sẽ cho mọi người chơi mini game để tặng giày, tặng cho mọi người. Để tặng giày nha. Chị nào mà thắng mini game ngày hôm nay là sẽ được tặng giày và giày không đồng mà gửi trực tiếp tới tận nhà luôn nha. Nhanh tay chia sẻ liền cho em đi nào. Hello chị Nguyễn Thị Phượng nè, chia sẻ nha mọi người. Trước tiên mình vào mình chia sẻ đi, xíu nữa em công bố lượt chơi nha. Trước tiên mình đã vào livestream thì mình chia sẻ livestream cho em, xíu nữa em công bố lượt chơi cho mọi người đây ạ. Chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường của chế độ công khai liền cho em nha các chị nha. Lên nhóm hoặc lên trang tường của chế độ công khai liền cho em. Nhanh tay để bắt đầu cho bên em tặng bài nha mọi người nha. Bỏ lỡ là uổng lắm nha. Bỏ lỡ là cực kỳ uổng lắm nha mọi người nha. Chia sẻ liền cho em lên nhóm hoặc lên trang tường với chế độ công khai luôn. Mọi người đã chia sẻ xong hết chưa ạ? Nhanh tay không nên bỏ lỡ cơ hội nha các chị nha. Rồi, ai đã vào livestream thì mình nhanh tay chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường của chế độ công khai cho em. Đợi đông chị vô thì em sẽ bắt đầu rút bài cho các chị chơi mini game tặng bài nha. Chơi mini game tặng giày nha. Luật chơi cực kỳ đơn giản là em sẽ rút một con bài bất kỳ. Ví dụ như con này là con Zero thì các chị chỉ cần comment cho em. Mình đã comment đáng bài và chị nào đáng trúng con Zero là em sẽ tặng giày giá không đồng cho mọi cho chị đó nha. Và lưu ý là em tặng cho 3 chị luôn. 3 chị được tặng giày luôn nha mọi người. 3 chị đoán trúng sẽ được tặng giày. Chị đầu tiên đáng trúng và nhanh nhất mà phải có lượt chia sẻ thì em mới tặng giày nha. Nếu mà chị đó đang trúng nhanh nhất mà em kiểm tra mà không có lượt chia sẻ là em sẽ hủy ngay lập tức luôn. Còn chị thứ hai đoán trúng mà có lượt chia sẻ tương tác nhiều nhất cũng được tặng giày. Nếu mình không may mắn là người đoán trúng nhanh nhất nhưng mà mình cũng đoán trúng mà mình tương tác nhiều cho shop em thì em cũng sẽ hỗ trợ ưu tiên tặng giày cho chị đó luôn nha. Nên là cái việc chia sẻ của mình rất là nhiều lợi ích luôn nha mọi người. Nên là mình nhanh tay chia sẻ và trong khoảng thời gian chơi em sẽ có gợi ý cho các chị để mình dễ dàng đoán bài luôn nha. Trong thời gian chơi game em sẽ có gợi ý cho mọi người để dễ dàng đoán bài luôn. Ai đã vào livestream thì comment cho em một chữ hoặc một số rất tức kỳ, bắn tim và chia sẻ cho em để coi comment của chế nào bị ẩn không nào. Chút xíu nữa đoán bài xong bị ẩn comment, bên em không thấy được cái comment của mọi người đoán bài là cũng coi như là mình không có comment rồi. Nên là mình nhanh tay comment trước coi có ai bị ẩn không nha. Comment cho em một chữ hoặc một số rất kỳ, đừng chấm nha mọi người. Chấm là nó sẽ Facebook nó sẽ chặn comment nha. Rồi em thấy chị Đinh Tu Trang nè, Huỳnh Thị Phượng là mình thấy bạn rồi nha. Rồi nhanh tay chia sẻ lên nhóm và lên trang tường. Bây giờ em sẽ bắt đầu bóc bài nha. Comment xong chưa ạ? Chia sẻ lên nhóm và lên trang tường đi nào. Khoảng được 30 chị em bắt đầu bóc bài nha. Chia sẻ lên nhóm đi nào. Đồng loạt cùng nhau bắt chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường của chế độ công khai. Lên đông đông chị rồi em sẽ bóc bài cho mọi người đây. Hello chị Hồng Ngọc nè nha. Đỗ Thị Hồng Hạnh ơi, em đã dặn là đừng có chấm rồi mà. Hello chị Đỗ Lan luôn nha. Rồi bây giờ em bóc bài cho mọi người luôn nha, bóc bài để mình đoán luôn để cho mọi người không phải chờ lâu luôn. Rồi nhanh tay đoán lá bài trên tay em luôn nha mọi người ơi. Rồi nhanh tay đoán lá bài trên tay em luôn nha các chị nha, nhanh tay đoán lá bài trên tay em luôn đi nào. Chị nào chưa đoán thì nhanh tay đoán lá bài trên tay em nha. Rồi đoán và chia sẻ liền cho em đi nào, chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường của chế độ công khai và đoán lá bài trên tay em liền nha mọi người nha. Nhớ là một lần comment nè, đoán bài đi các chị ơi, đoán để coi thử mình vô chút là mình được thời được comment đoán trước nè là mình cơ hội nhiều hơn nha. Võ Trần Bảo Trân nè, Nú Huỳnh nha, mình thấy bạn nha. Hào Bùi nè, Đỗ Thị Hồng Hạnh nè. Rồi chia sẻ liền cho em đi nào, mùi cơ chưa đúng nè. Nhỏ này tên anh chưa đúng, mùi cơ chưa đúng nha. Chia sẻ và đoán lại cho mình nha mọi người. Ai mà em nói chưa đúng thì mình chia sẻ và đoán lại. Cứ một lần comment là một lần chia sẻ nha. Có gợi ý nha mọi người ơi, có gợi ý cùng nhau chia sẻ đủ lượt view em sẽ gợi ý cho mọi người. Rồi
cùng nhau chia sẻ liền cho em nha mọi người ơi, để được tặng đôi giày này nha mọi người nha. Tặng đôi giày siêu đẹp với giá 0 đồng và mình thích mẫu nào em tặng mẫu đó luôn nha. Hôm nay em like, các chị thấy mẫu nào đẹp em tặng mẫu giày đó luôn. Ngoài mẫu này thì em có mẫu giày để độ cao 7 phân lưới thiên hoa cho các chị luôn nè. Đó, giày siêu đẹp nha các chị ơi, và chị với giá là mình nhanh tay mình đoán bài liền cho em nha. Đoán liền cho em bài đi nào và nhanh tay chia sẻ liền cho em. Cực kỳ dễ trúng luôn là đừng bỏ lỡ nha mọi người ơi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Rồi đừng nên bỏ lỡ nha mọi người nha. Và nhanh tay chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường với chế độ công khai liền cho em. Chính bích chưa đúng nè nha tình yêu ơi, ba cơ chưa đúng luôn, năm cơ chưa đúng nè, năm rô chưa đúng nha. Nhanh tay chia sẻ và đoán liền. Đỗ Thị Hồng Hạnh ơi, con ách gì, ách cơ, ách rô, ách chuồng, ách bích nha. Rồi muốn được gợi ý thì lên 50 chị đi ạ. Thôi 60 chị đi, cùng nhau chia sẻ lên 60 chị đầu tiên. Em sẽ có gợi ý đầu tiên đây, chia sẻ đi nha. Bây giờ gợi ý của em là mình sẽ được xem một phần của lá bài đây nha. Ai muốn được gợi ý thì nhanh tay chia sẻ liền cho em. Trong bộ bài là có con đầm già xì đồ nữa nha mọi người ơi. Ri đầm già xì đồ nữa nha. Rồi gia cơ chưa đúng nè, sáu cơ chưa đúng nha tình yêu ơi. Mọi người ơi, mình cùng nhau chia sẻ đủ lượt view em mới gợi ý nha. 30 chị nữa em mới gợi ý nè. Rồi 28 chị nữa thôi. Đồng lòng cùng nhau chia sẻ lên nhóm đi nào. Mình có bao nhiêu nhóm mình vừa comment vừa chia sẻ nha. Tại vì lưu ý giùm em là một lần comment là một lần chia sẻ. Nếu các chị comment 2 lần thì mình sẽ chia sẻ cho em 2 lần. Nếu mà mình chia sẻ 2 lần mình comment 3 lần là comment lần thứ 3 của các chị các em sẽ tự động hủy nha. Hệ thống bên em sẽ tự động hủy. Mà hủy chúng này comment mình đánh chúng nữa là uổng lắm nha mọi người. Nên là chia sẻ cho em trước khi mình comment nha. Chị nào mà muốn được không bị giới hạn lần comment luôn thì chia sẻ cho em đủ 10 lần luôn đi nào. Chia sẻ đủ 10 lần luôn là sẽ không được không bị giới hạn comment. Thích comment bao nhiêu lần cũng được nha. Nguyễn Trinh ơi, mình thấy bạn nha. Zero chưa đúng nha tình yêu ơi. Ba rô chưa đúng nè, lưu ý con nào em kêu chưa đúng thì mình nhớ, mình không cần phải đoán lại nha. Đó, một hồi là cũng lòi ra thôi. Chưa đúng nha tình yêu ơi, ách chuồng chưa đúng luôn, đầm chuồng chưa đúng, chia sẻ liền cho em và tiếp tục đoán đi nào. 36 chị rồi, chỉ còn mười mấy chị nữa thôi là được gợi ý rồi nha mọi người. 20 mấy chị nữa thôi là được gợi ý chứ em nói lộn. 60 chị là được gợi ý đầu tiên đây. 40 chị rồi, nhanh tay chia sẻ lên nhóm đi nào. Mình lưu ý là mình đồng lòng mình cùng nhau chia sẻ nha. Đừng để một hai chị chia sẻ thôi là không có được đâu. Không có được tăng được view, không được gợi ý đâu. Bắn tin tương tác liền cho em luôn nha. Chị Mỹ Duyên ơi, em thấy chị nha. Em thấy chị nha, chị Mỹ Duyên nha. Rồi nhanh tay chia sẻ và đoán liền cho em đi nha mọi người ơi. Chuẩn bị em lật lá bài à, em chuẩn bị gợi ý cho mọi người rồi đây. Cố gắng lên 60 chị em sẽ gợi ý cho mọi người gợi ý đầu tiên. Nên là mình nhanh tay mình chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường với chế độ công khai liền cho em nha mọi người. Chia sẻ lên nhóm và lên trang tường, bắn tim tương tác liền cho em để được gợi ý đây nè. Ai muốn được gợi ý thì nhanh tay đi nào. Bỏ lỡ cơ hội là uổng lắm nha mọi người nha. Bỏ lỡ cơ hội là uổng lắm đây ạ. Rồi chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ và like và tim tương tác và comment liền cho em. Nhớ là một lần comment là một lần chia sẻ. Chị nào mà chia sẻ có một lần mà mình comment hai lần là cái comment thứ hai bên sẽ tự động hủy nha. Mình lưu ý giùm em là mình chia sẻ cho em đủ 10 lần luôn để không bị hủy lần comment luôn nha. Đủ 10 lần là không bị giới hạn. Các chị nào comment 52 lá bài cũng được luôn. Và ai đánh trúng và nhanh nhất em sẽ tặng giày và giá 0 đồng cho người đó. Và lưu ý là em tặng giày cho ba chị nha. Ba chị đang trúng và nhanh nhất nè. Và chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất cũng được tặng giày. Nếu mình không nhanh nhất thì mình chia sẻ nhiều nhất, tương tác nhiều nhất bên shop em thì cũng được tặng giày. Nên là lượt chia sẻ của mình rất là có lợi. Nên mình rảnh ra là mình ngồi mình chia sẻ liền nha. Biết đâu mình đang trúng và mình không nhanh nhất cũng được tặng giày nếu mình có lượt tương tác và chia sẻ nhiều nha. Muốn được gợi ý thì đủ cho em 60 chị đi nào. 43 chị rồi, chỉ còn mười mấy chị nữa thôi là được gợi ý đây. Cùng nhau chia sẻ và mỗi chị cho em một like và một tim tương tác nha. Bốn bích chưa đúng này, ách cơ chưa đúng luôn nha tình yêu nha. Rồi, chỉ còn 10 chị nữa thôi là được gợi ý rồi, 9 chị nữa thôi. Cố gắng lên, em sẽ có gợi ý đầu tiên nha. Ách cơ chưa đúng, ách bích chưa đúng nè. Hải Châu ơi, mình thấy bạn nha. Ba rô hồi nãy em nói chưa đúng rồi mọi người ơi, ba rô nãy em nói chưa đúng rồi. 5 chị nữa thôi là được gợi ý. Đồng lòng mỗi chị cùng nhau bấm nút chia sẻ đi nào. Đừng để một hai chị chia sẻ là không tăng đủ lượt view đâu. Đồng lòng ai cũng chia sẻ, 50 chị mình cùng nhau mình bấm vào nút chia sẻ. Bấm vào chia sẻ đâu có tốn bao nhiêu công sức đâu mọi người ơi. Mà để được gợi ý để được tặng giày nha. Giày siêu đẹp luôn và thích mẫu nào em tặng mẫu đó luôn nha mọi người. Để độ cao 7 phân cũng có nè. Và giày thể thao cao tầm 3 phân cũng có luôn. Tặng giày với giá 0 đồng và mình thích mẫu nào mình được lựa mẫu luôn nha mọi người nha. Rồi chỉ còn vài chị nữa thôi là được gợi ý. Mình nhanh tay mình chia sẻ liền cho em. Già chuồng chưa đúng đâu nha tình yêu ơi. Già chuồng chưa đúng. Hello Kim Thà nè. Hello Kim Thà nha. Kim Thà Su Trần nha.
Rồi nha mọi người, em lật lá bài cho mọi người xem gợi ý đầu tiên của em đây. Gợi ý đầu tiên của em là lá bài này có một khoảng trống nha mọi người nha. Lá bài này có một khoảng trống nên là chắc chắn rằng con bài này sẽ là con bài trên tay em, chắc chắn là một con số nha mọi người. Con bài trên tay em sẽ là một con số và mình loại bỏ được những con tiên rồi nha. Tiếp tục chia sẻ tương tác liền cho em để được gợi ý đây ạ. Cực kỳ dễ trúng rồi nha mọi người. Lá bài trên tay em là một con số, chị nào chưa chia sẻ nhanh tay bấm vào chia sẻ liền. Mới comment nha. Comment mà không chia sẻ là bị hủy comment đoán bài nha mọi người. Đoán trúng mà chưa chia sẻ là bên em hủy nha. Rồi 6 rô nè, em thấy 6 rô, 4 bích nè, 6 chuồng, 2 cơ và 4 rô. Các chị ơi, nhân viên bên em sau khi thấy comment đặt đoán bài của các chị là sẽ bấm vô kiểm tra lượt chia sẻ liền. Nếu chị nào không chia sẻ là bên em sẽ hủy liền cái comment đó. Và lưu ý là mình comment, mình chia sẻ bao nhiêu lần, mình comment bao nhiêu lần thì mình chia sẻ bấy nhiêu lần cho em. Ví dụ như mình đoán 2 lần thì mình chia sẻ cho em 2 lần. Mình chia sẻ 2 cái nhóm cũng được, mình chia sẻ 2 lên 2 nhóm cũng được, hoặc là lên trang tường 2 lần cũng được nha mọi người nha. Và chị nào chia sẻ cho em đủ 10 nhóm hoặc là 10 lần lên trang tường là không bị giới hạn lần comment. Nên là mình nhanh tay mình chia sẻ liền cho em. Chia sẻ càng nhiều cơ hội trúng giày càng cao nha mọi người. Tại vì đoán trúng nhanh nhất cũng được tặng giày. Mà chị nào mà đoán trúng không nhanh nhất cũng được, mà có lượt tương tác nhiều nhất thì em cũng sẽ ưu tiên tặng giày cho chị đó luôn. Đó, mất công chị đoán và tương tác cho shop em. Nên cũng tặng giày với giá 0 đồng cho người đó nha. 0 đồng nha mọi người ơi, là mình không bỏ một đồng nào để được đôi giày siêu đẹp bên shop em nha. Rồi, like và tin tương tác liền cho em xem lại gợi ý đây. Gợi ý con này là một con số nha mọi người nha. Lá bài của em là một con số. Mình cố gắng lên 100 chị, em sẽ tiếp tục có gợi ý tiếp theo đây ạ. 80 chị rồi, 100 chị sẽ có gợi ý tiếp theo. Nhanh tay bấm vào nút chia sẻ liền cho em. Đồng loạt tất cả các chị cùng nhau bấm nút chia sẻ là tăng lượt view lên là rất là nhanh. Mà là tăng đủ view rồi là được gợi ý. Nên là mình nhanh tay mình bấm vào chia sẻ gợi ý mình dễ đoán hơn nha. Càng về sau gợi ý càng cực kỳ dễ đoán trúng luôn. Nên là mình nhanh tay mình bấm chia sẻ liền cho em đi nào. Chia sẻ liền cho em để được gợi ý nha. Lên nhóm hoặc lên trang tường và chế độ công khai. Đừng để có một hai chị chia sẻ mình có ngồi không, mình chơi làm gì. Mình bấm chia sẻ đâu có tốn bao nhiêu công sức đâu nha mọi người. Chia sẻ lên nhóm liền cho em đi nào. Để được mua giày với giá 20 để được tặng giày với giá 0 đồng nha. Mười mấy chị nữa thôi là được gợi ý tiếp theo rồi. Nhanh tay liền cho em nha mọi người ơi. Mười mấy chị nữa thôi. Và con này là có khoảng trống nha. Xì bích nè, ba bích nè. Xì bích rất là nhiều chị comment luôn đúng không ạ? Rồi mọi người ơi, chuẩn bị được gợi ý tiếp theo rồi ạ. Nhanh tay chia sẻ liền cho em nha. Lên nhóm hoặc lên trang tường và chế độ công khai. Rồi em cho mọi người xem gợi ý luôn. Đây nha, hé lộ cho mọi người nè. Nãy giờ xin chia buồn cho những chị nào nãy giờ đoán con cơ nha. Chị nào mà đoán con cơ là sai rồi, con cơ và con rô là sai rồi. Lá bài của em là một con số nha mọi người. Và một con số và có màu đen nha các chị. Con số và có màu đen cực kỳ dễ trúng rồi. Nhanh tay comment liền đi nào. Nhanh tay chia sẻ đủ 10 lần để không bị giới hạn lần comment. Và comment liền nha mọi người ơi. Cực kỳ dễ trúng rồi nên là đừng bỏ lỡ cơ hội để được tặng giày và giá 0 đồng. Nhanh tay chia sẻ liền đi nào. Lên ngắm hoặc lên trang tường và bắn tim tương tác cho em đi các chị ơi. Mỗi chị cho em một like và một pin tương tác nha. Cực kỳ dễ trúng rồi nha các chị ơi. Mình có bao nhiêu nhóm thì mình chia sẻ lên hết đi nào. Chia sẻ đủ 10 nhóm là không bị giới hạn lần comment nha. 4 bích nè, 6 bích nè. Rất là nhiều chị đoán con 4 bích luôn nha. Rồi đã chia sẻ hả Lan Anh Lê ơi. Chia sẻ đủ 10 lần để không bị giới hạn lần comment nha mọi người. Nhớ là một lần comment là một lần chia sẻ. Nếu mình chia sẻ có một lần mà mình comment đáng bài 2 lần là ba em sẽ bị hủy cái comment thứ hai nha mọi người nha. Mọi người trúng ngay cái comment mình đoán trúng nó là uổng lắm. Nên là mình cố gắng mình chia sẻ cho em đủ 10 lần để không bị giới hạn lần comment. Chị nào chia sẻ đủ 10 lần là mình được thỏa thích comment luôn nha. Là mình chia sẻ sai là mình vẫn được sửa sai nha mọi người. Rồi đôi giày này đây ạ. Đôi giày đầy đây nha mọi người nha. Tặng giày cho các chị siêu đẹp đây với giá 0 đồng và mã giày của đôi này. Giá 0 đồng luôn nha mọi người nha. Đây con này là con gì đây ạ? Cực kỳ dễ trúng rồi nha mọi người. Cực kỳ dễ đoán rồi nha. Chia sẻ lên nhóm và lên trang tường và chế độ công khai liền cho em. Lá bài trên tay em là con gì đây các chị ơi? Chia sẻ lên nhóm và lên trang tường và chế độ công khai liền cho em đi nào. Con mấy đây? Con mấy đây ạ? Rồi có rất là nhiều chị đoán nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục cho mọi người xem gợi ý đây. Cùng nhau chia sẻ lên đủ. Tiếp tục em sẽ cho các chị gợi ý nha. Nhanh tay đồng loạt cùng nhau chia sẻ tiếp tục cho mọi người xem gợi ý lá bài đây. Rồi đây nha, dê cho mọi người xem lại lá bài trên tay em đây ạ. Hai bích ạ, hai bích
cả 4 bích nè, 6 bích nè, có rất là nhiều chị nha chia sẻ lên nhóm và lên trang tường. Lưu ý giùm em là một lần comment là một lần chia sẻ nha. Nếu mà các chị comment chia sẻ có một lần là comment lần thứ hai của các chị là bị hệ thống bên em sẽ tự động hủy nha. Nên là mình nhanh tay mình chia sẻ liền cho em. Hả? Em lại đi. Đây nha, cái con này là con em lấy khác nha để em che cho nó dễ nha mọi người. Rồi đây nha mọi người ơi, lá bài trên tay em là một con đen, nhanh tay chia sẻ cực kỳ dễ trúng rồi. Lên 200 chị em tiếp tục cho mọi người xem, tiếp tục gợi ý tiếp theo nha. 200 chị tiếp tục gợi ý tiếp theo nên là mình đồng làng mà cùng nhau chia sẻ liền cho em. 200 chị được gợi ý tiếp theo nha mọi người. Nhanh tay bắn tim tương tác và chia sẻ liền cho em để tiếp tục xem gợi ý trên tay em đây nè. Rồi con 7 bích nè, con 8 bích nè, con 4 bích nè, 6 bích. Rất là nhiều chị comment đúng không ạ? Và con này là con mày đây mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ đi nào, gần 200 chị rồi. Đồng loạt cùng nhau chia sẻ đủ 200 chị tiếp tục xem gợi ý tiếp theo nha. Rất là dễ trúng rồi, đây là chị nào đã vào là vào rồi, mình nhanh tay mình comment liền đi nào. Biết đâu mình đoán trúng là mình được tặng giày và giá không đồng thì sao ạ? Giày siêu đẹp và lưu ý là bên em sẽ cho mọi người chọn mẫu luôn. Thích mẫu nào, màu nào, size nào em sẽ cho các chị được chọn luôn nha. Đã được trúng giày là sẽ được chọn mẫu luôn nha. Đế độ cũng có mà giày thể thao cũng có nha. Rồi, mã giày của đồ, à rồi cái đôi bài trên tay em là con gì đây ạ? Rồi nha mọi người ơi, cực kỳ dễ trúng rồi, cho các chị mới vô xem lại gợi ý của em đây. Chị nào mới vô thì nhanh tay đoán liền con bài trên tay em đi nào. Có rất là nhiều chị đoán con bích đúng không ạ? Nhiều chị đoán con si bích, làm sao mà con bồi bích được. Con này là một con số nha người đẹp nha. Con này là một con số nha các chị. Lưu ý giùm em là cái lá bài mà nó có bao nhiêu nút thì nó là sẽ là con số mấy nha. Ví dụ như là con số 4 là nó sẽ có 4 nút nè. Bây giờ em lộ cho mọi người 2 nút rồi. Thường thường mà có 2 nút nằm ở đây thì thường thường là sẽ là nằm những con nằm vào những con số mấy đây mọi người. Và nhanh tay chia sẻ liền cho em lên nhóm hoặc lên trang tường với chế độ công khai nha. Một lần comment là một lần chia sẻ, chị nào chia sẻ đủ 10 lần là sẽ không bị giới hạn lần comment luôn. Nếu mà các chị chia sẻ có một lần thôi hoặc là hai lần thôi thì comment lần thứ ba là hệ thống bên em sẽ tự động hủy comment nha. Mà hủy trúng ngay comment mà mình đoán trúng nữa là uổng lắm nha. Có rất là nhiều chị là kêu là chị ơi em đoán trúng rồi, thôi chị không tặng giày cho em tại vì các chị không chia sẻ đúng luật nha. Chia sẻ đúng luật thì mới được tặng giày nha mọi người. Một lần comment là một lần chia sẻ. Nếu mà mình để chắc ăn thì mình chia sẻ cho em đủ 10 lần luôn. Lên 10 nhóm hoặc là 10 lần lên trang tường là mình sẽ không bị giới hạn lần comment. 20 mấy chị nữa thôi là đủ lượt view rồi là em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người nha. 20 mấy chị nữa thôi, cố gắng lên ạ. Đồng loạt cùng nhau chia sẻ là lên đủ view rất là nhanh. Mình đừng để có 1-2 chị chia sẻ là không được nhiều view đâu nha. Rồi, cái đôi này mình đợi lâu là cơ hội càng lâu nha mọi người nha. Lá bài trên tay em là con gì đây? Đừng nên bỏ lỡ cơ hội đây nha mọi người. Con này là con mấy đây ạ? Chuẩn bị tiếp tục gợi ý cho các chị đây. Bây giờ nha, em thấy rất là nhiều chị đoán con bích luôn đúng không ạ? Có rất là nhiều chị đoán con bích. Đây em sẽ cho mọi người xem một cái chuyện nha. Em để bài trên đây nha. Đây nha mọi người ơi, con lá bài này là lá bài em gợi ý nha. Có rất là nhiều chị đoán con bích nên là em sẽ gợi ý cho mọi người nè. Em cũng che cho mọi người xem. Giống như cái lá bài mà các chị đoán con bích đúng không ạ? Nhưng mà con này cũng có thể là một con chuồn nha. Có rất là nhiều chị đoán con bích luôn. Nên là những chị nào mà đang đoán con bích thì mình chuyển sang mình đoán con chuồn nữa nha. Đoán con bích con là không có đúng đâu. Đây nha mọi người ơi, nó cũng có thể là một con chuồn nha. Giống như cái tay em che này không? Nó cũng có thể là một con bích và cũng có thể là một con chuồn. Nên là các chị vừa đoán bích vừa đoán chuồn cho em, đừng đoán một con không nha. Đừng đoán một con không nha mọi người ơi, là sai đó. Lỡ đâu mà nó nằm con chuồn là mình đoán bích con là mình sai hết luôn. Nên là mọi người đoán cả hai nha. Và nhanh tay chia sẻ nè, để đoán được cả hai thì mình phải chia sẻ nhiều. Chia sẻ đủ 10 lần thì mình mới đoán được thoải mái đoán. Mình đoán 52 lá bài cũng được, không ai nói gì đâu nha. Rồi, bây giờ mình muốn biết là con bích hay con chuồn chưa ạ? Lên 300 chị em tiếp tục cho mọi người biết là lá bài này là con bích hay con chuồn luôn nha. 300 chị là em sẽ cho mọi người biết con này là con bích hay con chuồn luôn. Rồi, con bích hay con chuồn đây, có nhiều chị đoán con bích lắm. Rồi bây giờ mọi người đã chuyển sang bán con chuồn rồi đúng không ạ? Nhanh tay chia sẻ lên nhóm và lên trang tường và chế độ công khai liền cho em đi nào. Rồi và nhớ là like và tìm tương tác cho em để comment không bị ẩn nha mọi người ơi. Em thấy con 6 chuồng nè, 6 chuồng là 6 nhét đúng không mọi người ơi? 6 bích nè, rất là nhiều comment nha mọi người ơi. Thường thường nằm ở giữa là con máy đấy ạ. Và nhanh tay chia sẻ lên nhóm và lên trang tường và chế độ công khai. Chuẩn bị em sẽ cho mọi người biết con này là con chuồng hay con bích luôn nha. Rồi cùng nhau chia sẻ đi nào. Con chuồng hay con bích đây ạ? Bây giờ em sẽ cho mọi người biết luôn nha. Hồi hộp không mọi người ơi, bây giờ em xin chia buồn cho những chị nào mà nãy giờ nè, chia buồn cho những chị nào mà nãy giờ có đoán con bích nha.
Con này là một con chuồng nha mọi người nha. Nãy giờ chị nào mà đoán con bích là sai rồi. Mình nhanh tay mình chia sẻ lại cho em mà mình chuyển sang đoán con chuồng đi. Lá bài trên tay em là một con chuồng nha mọi người nha. Rồi nhanh tay chia sẻ và đoán lại liền cho em. Có rất là nhiều chị đoán sai rồi nha. Nãy giờ toàn đoán bích thôi. Chuyển sang đoán chuồng cho mọi em nha mọi người. Và like và tim tương tác liền cho em. Lá bài này em đã hé lộ cho các chị 3 nút rồi. 3 nút rồi nha mọi người ơi. 4 nút là sẽ là con số 4 đúng không? Bây giờ đã lộ 3 nút rồi. Mình nhanh tay mình động não mình suy nghĩ giùm em đi nào. Nhanh tay động não suy nghĩ giùm em. Con này là con số mấy nha mọi người nha. Rồi và nhanh tay chia sẻ lên nhóm và lên trang tường. Em chuẩn bị công bố rồi, chỉ khoảng còn 5 phút nữa thôi là em công bố rồi nha mọi người nha. 5 phút nữa thôi là em công bố con này là con số mấy rồi. Nên là chế nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ liền cho em đi nào. Mình nhanh tay mình suy nghĩ là có 3 nút và nó nằm vị trí như thế này. Là thường thường là những con nào nha mọi người ơi. Chuẩn bị em sẽ chốt game mà tìm ra được chị được tặng giày với giá 0 đồng đây. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ. Chị nào chưa đoán thì nhanh tay đoán liền lá bài trên tay em nha. Con này là con máy đây mọi người ơi. Em thấy là có một vài chị đoán trúng rồi nha. Mà không biết là chị đó đã chia sẻ chưa. Đợi nhân viên bên em kiểm tra lượt chia sẻ nha mọi người nha. Nhớ nè, đoán trúng và nhanh nhất cũng được tặng giày. Và lưu ý là nếu mình đoán trúng rồi mà mình không nhanh nhất cũng được, mình có tương tác chia sẻ nhiều cho shop em thì em cũng ưu tiên tặng giày cho những chị đó. Nên là mình nhanh tay mình bấm chia sẻ liền cho em nha. Cứ vừa comment vừa chia sẻ để được tặng giày nha. Em thấy có một vài chị đoán trúng rồi đó. Rồi, lá bài của con này là con gì đây ạ? Có một vài chị đoán trúng lá bài này rồi và không biết đã có được chia sẻ chưa? Và phải là người tương tác chia sẻ nhiều chưa nha? Nhớ là mình tương tác chia sẻ nhiều nữa để được tặng giày luôn nha mọi người nha. Rồi, con này là con bài, con này là con máy đây mọi người ơi. 6 chuồng ạ. 6 chuồng ạ. 8 chuồng, 9 chuồng nè, rất là nhiều chị đoán luôn. 10 chuồng cũng có nữa. Vậy con này là con máy đây mọi người ơi. Những cái chỗ mà em che là thường thường là sẽ những là con nào đây nha mọi người. Rồi bây giờ em là sẽ bắt đầu ngừng bạn. Ngừng cho mọi người comment rồi. Bây giờ mọi người ơi, mình comment thả tích rồi. Và em đã gợi ý cho mọi người đến như thế này rồi. Là cực kỳ dễ trúng rồi. Chỉ còn 2 đến 3 con để cho mình đoán thôi. Nên là mỗi chị mình chọn một con và mình comment giùm em chữ chốt nha. Mình comment giùm em chữ C kèm cho em. Ví dụ như mình chốt con 7 chuồng hoặc là chốt con 8 chuồng thì mình comment cho em chữ C kèm cho em 7 chuồng để em biết là mình chốt nha. Và nhanh tay chia sẻ nha mọi người. Ai đã vào livestream mình đoán thì mình phải chia sẻ cho em. Không chia sẻ là em hủy hết comment nha. Chia sẻ đi nào. Trước khi mình chốt là mình bấm chia sẻ cho em lên nhóm hoặc lên trang tường nha. Tại vì khi các chị chốt em đọc tên người đó rồi là nhân viên bên em sẽ bấm vô kiểm tra liền người đó luôn. Nên là mình trước khi mình chốt là mình bấm chia sẻ liền cho em. Chữ C kèm cho em 7 chuồng nè hoặc là chữ chốt 18 chuồng nha. Rồi ok chị Trần Ngọc Bảo Hân chốt 7 chuồng nè, kiểm tra lượt chia sẻ giùm em nha chị nha. Rồi Trần Ngọc Bảo Hân chốt 7 chuồng nè, chia sẻ chưa. Thanh Mai chốt 8 chuồng nè, chị Đinh Tư Trang nè chốt 7 chuồng nè, Yên Kiến chốt 7 chuồng nè. Sang Di chốt 8 chuồng nè, Bảo Trân chốt 7 chuồng nha. Rồi Bảo Trân chốt 7 chuồng, mình thấy comment của Bảo Trân rồi nè. Đặng Thị Thiên Ngân chốt nè. Rồi nhanh tay nha mọi người ơi, cực kỳ đơn giản rồi nha mọi người. Đây cho mọi người xem gợi ý là dưới đây là nó có khoảng trống nha. Có khoảng trống rồi nha mọi người, là con máy đấy ạ. Con này là con máy đây. Con máy đấy ạ, con số gì đây, con số gì đây, con này là con máy đấy ạ. Rồi có nhiều chị chốt lắm nha, chốt 10 chuồng ok nè. Rồi, nhanh tay chia sẻ và bắn tim tương tác liền cho em để comment không bị ẩn nha mọi người. Đã vào livestream thì chia sẻ liền cho em đi nào, để em chốt cho mọi người nha. Nhớ là chia sẻ thì em mới chốt nè, còn những chị nào mà em đọc tên rồi mà em kêu chốt mà nhân viên em kiểm tra mà không có lượt chia sẻ là hủy nha. Cực kỳ dễ trúng rồi và mỗi chị nhớ cho em vào một like và một tim tương tác và nhanh tay chia sẻ liền cho em. Hello chị Mùi Phú nè. Chị Mùi Phú ơi, nhanh tay comment chốt liền đi nào. Con này là con máy đây. Để được tặng giày với giá 0 đồng nha mọi người. Em tạm thời em để lá bài này để cho mọi người chốt ở đây nha. Cho mọi người xem giày chút nha. Nhá hàng nha mọi người nha. Đây nhá hàng đôi giày siêu đẹp nha. Các chị ơi, giày siêu đẹp luôn. Chất của nó bao êm bao mềm luôn nha. Chị các chị tiếp tục chốt cho em đi nào. Đây nha, bao êm bao mềm và bao co giãn luôn. Giày siêu đẹp nha các chị ơi. Tặng cho các chị với giá 0 đồng luôn nha. Và xíu nữa em sẽ bán giày giá sale cho các chị với giá 199k thôi. Chị nào mà muốn mua thì cũng nhớ ở lại mua nha. Tại vì những cái mẫu này là bên em sắp hết size rồi. Ai mà đặt hàng, chị nào mà comment đặt hàng chút là sẽ ưu tiên gọi chút nha. Đây, còn đây là đôi giày để đồn đây. Ngoài đôi giày thể thao còn có giày để đồn cao 7 phân theo hoa siêu đẹp nha các chị ơi. Để đồn cao 7 phân giữa đôi giày có điểm nhấn như thế này đây. Siêu đẹp luôn nha, mã giày đôi này nè, đó, rất là đẹp. Mình cùng nhanh tay mình chốt và mình chia sẻ liền cho em nha các chị nha.
Rồi em chuẩn bị công bố lá bài rồi đây nha. Em mà công bố lá bài là không tính ngược comment, chia sẻ và chốt nữa nha mọi người. Nên trẻ nào chưa chốt thì nhanh tay chốt. Thảo Vy ơi mình thấy rồi nha tình yêu ơi. Rồi ok chị Mùa Thu chốt 10 chuồng ngày chia sẻ chưa ạ? Kiểm tra giùm em luôn nha các chị nha. Rồi ok nha, ok chị cô em chốt 8 chuồng nè, My Trần có 7 chuồng nè. Đặng Thị Thiên Ngân ơi mình thấy comment của bạn rồi nha. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ liền cho em đi nào. Chuẩn bị công bố lá bài rồi nha mọi người nha. Bản tin tương tác cho em để comment không bị ẩn luôn nè. Rồi ok nha tình yêu ơi, nhanh tay đi nào. Đôi giày tặng cho các chị với giá 0 đồng sẽ thuộc vào tay ai đây ạ? Mọi người nhớ bấm chia sẻ liền cho em nha mọi người. Một lần comment là một lần chia sẻ cho em. Nhớ lưu ý giùm em là em tặng giày với giá 0 đồng dành cho chị nào đoán trúng và nhanh nhất nè. Và những chị và chị thứ hai là mình đoán trúng, mình không nhanh nhất cũng được nhưng mà mình có tương tác, mình chia sẻ nhiều cho shop em là bên em cũng sẽ ưu tiên tặng giày cho chị đó nha. Nên mình lưu ý giùm em là lượt chia sẻ của mình rất là quan trọng đó. Đoán trúng thì có rất là dễ đoán trúng rồi, mà quan trọng là mình có lượt chia sẻ nữa không nha. Còn đoán trúng nhanh nhất là có chị đã đoán trúng rồi, em đã thấy rồi nha mọi người ơi. Đó nên là mình nhanh tay mình chia sẻ liền cho em và tương tác liền cho em. Con này là con mấy đấy ạ? Chuẩn bị lật lá bài rồi nha. Bây giờ là em lật lá bài nha mọi người ơi. Chốt xong hết chưa? Em lật lá bài là hết cơ hội nha. Nhanh tay chia sẻ những lượt cuối cùng đi nào. Lên nhóm cũng được nha mọi người. Lên nhóm cũng được tính nè. Lên nhóm hoặc lên trang tường và chế độ công khai. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị công bố lá bài nha. Con này là con mấy đây ạ? Con này là con số mấy nha mọi người ơi. Bây giờ mình muốn em công bố lá bài chưa hay là muốn chốt nè? Các chị chốt xong hết chưa? Bây giờ mà em công bố lá bài là uổng lắm nha mọi người nha. Em công bố lá bài là hết cơ hội. Lưu ý giùm em là ở dưới đôi bài có khoảng trống nha mọi người, có khoảng trống luôn. Rồi bây giờ em công bố lá bài nha các chị ơi. Chia sẻ trong hết chưa nào? Chia sẻ và comment cho em chốt chưa? Và like và tim tương tác liền cho em. Lá bài cực kỳ dễ trúng rồi, bỏ lỡ cơ hội là uổng lắm nha mọi người. Lá bài trên tay em là con mấy chuồng đây ạ? Con số gì đây? Con số gì đây? Cực kỳ hồi hộp luôn. Chị nào sẽ là người đoán trúng và có lượt tương tác chia sẻ? Và ai là người đoán trúng và nhanh nhất đi ạ? Chia sẻ lên nhóm hoặc lên trang tường và chế độ công khai liền cho em nha mọi người nha. Một phút cuối cùng cho các chị comment đi ạ. Một phút cuối cùng nha mọi người nha. Lá bài trên tay em và chỉ còn một phút cuối cùng thôi. Chia sẻ liền đi nào, 600 chị rồi, nhanh tay bằng tim và tương tác liền cho em nha mọi người ơi. Nhiều chị comment lắm nên là rất là dễ bị ẩn comment nên là mình bằng tim mình chia sẻ liền cho em nha. Ẩn comment là em không thấy là uổng lắm nha mọi người. Cực kỳ dễ trúng rồi nha các chị ơi. Con này là con mấy chuồng đây. Mình hãy động não suy nghĩ đi ạ. Những chị nào mà hay chơi bài nè, hay chơi bài thì mình suy nghĩ thôi là con này là con số mấy nha. Con số mấy đấy ạ? Chia sẻ lên nhóm và lên trang tường và chế độ công khai liền cho em. Bà đoán liền lá bài trên tay em cực kỳ dễ trúng rồi. Chốt 6 chuồng ạ. Thảo Vy, mình thấy Thảo Vy nãy giờ luôn nha. Chị nào mà tương tác nhiều là em thấy hết. Chốt 6 chuồng ạ. 7 chuồng ạ. Trời ơi con 6 chuồng. Con 6 chuồng thì làm sao mà có cái nút ở giữa này được mọi người ơi. Trời ơi làm sao mà con 6 chuồng được. Con 10 chuồng cũng không được rồi. 10 chuồng là nó không có khoảng trống ở đây đâu. Mọi người ơi, mình suy nghĩ kỹ giùm em trước khi chốt nha. Tại vì chốt rồi là không được chốt lại nữa đâu. Suy nghĩ giùm em đi nào. Và nhanh tay comment chốt liền cho em một con bài mà mình cảm thấy tin tưởng nhất nha. Con 6 chuồng là không có khả năng rồi nha mọi người. Con 9 chuồng cũng không có khả năng. Rồi, con này là con mày đi ạ. Mọi người ơi, cùng nhau suy nghĩ đi nào. Bao nhiêu lúc là sẽ là có bấy nhiêu con nha. Ở dưới đôi bài là có khoảng trống nha. Thường thường như thế này là mình đoán là con 6 chuồng đúng không? Mà nó có lúc ở đây nữa nè. Mọi người lưu ý giùm em nha. Chốt 8 chuồng rồi, ok Thanh Mai. Mình thấy comment của Thanh Mai rồi nha. Chị nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ đi nào. Em chuẩn bị công bố lá bài nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ nè, bây giờ là em sẽ không cho mọi người đoán bài nữa đâu. Bây giờ em là công bố lá bài nha các chị ơi. Mọi người muốn em công bố lá bài chưa ạ? Nhanh tay comment chia sẻ và chốt liền cho em. Em công bố cả bài là hết cơ hội nha mọi người nha. Rồi mọi người chuyển sang comment là chia sẻ liền cho em đi nào. Em chuẩn bị công bố đây. 5 chuồng ạ, à? Trời ơi bây giờ mấy bài chuyển sang 5 chuồng lấy với bà luôn á. Làm sao mà 5 chuồng được nha mọi người nha. 5 chuồng ở giữa là nó chỉ có một nút thôi. Rồi các chị ơi nhanh tay đoán liền cho em đi nào. Em chuẩn bị công bố lá bài rồi nha. Rồi bây giờ em công bố lá bài này mình chuyển sang đi ạ. Để bảo đảm công bằng thì các chị đừng làm comment đoán bài nữa nha. Đừng comment đoán bài nữa nha mọi người nha. Ngừng comment đoán bài để em bắt đầu công bố đi nào. Mọi người chuyển sang comment lá bài. Ngừng để em công bố lá bài nha mọi người. Chuyển comment giùm em chữ ngừng đi. Cùng nhau chuyển sang nhảy sang giùm em chữ ngừng để em công bố lá bài cực kỳ ưu đãi cho mọi người đây. Chuyển sang chữ ngừng giùm cho em đi nào để em công bố lá bài trên tay em nhé. Nó đều đều, nó cứ quay. Cái này nó thử, cái này nó thử. Thời gian để cho nó thử 2 phần 2.
Rồi bạn tin tương tác liền cho em đi nào. Năm chuồng nè, ok tình yêu nè. Chốt xong hết chưa nào em? Mọi người chuyển sang ngừng đi nào. Sao mọi người còn đáng bài thì làm sao em dám công bố được? Mọi người còn đáng thì em thể nào mà em kiểm tra được là ai là trước khi em công bố lá bài nha. Em sợ em lật lá bài là có chịu, nhiều chị đó nhìn thấy là đọc bài. Có nhiều chị nhìn thấy đọc bài là sẽ không có, không được tính nha mọi người nha. Lưu ý giùm em là có nhiều chị á nhìn thấy lá bài xong là mình comment theo là không công bằng cho những chị bất mất công đoán từ nãy tới giờ. Nên mọi người chuyển sang ngừng giùm em để em công bố lá bài nha. Và mình đừng đoán bài nữa nha mọi người nha, đừng đoán bài nữa để bảo đảm công bằng đi nào. Em vẫn còn thấy có rất là nhiều chị đoán bài nha. Rồi đừng đoán bài nữa nè chị Nguyễn Xuyến ơi, mình đừng đoán bài nữa nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị công bố lá bài rồi các chị ơi. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ liền và lá bài với giá 0 đồng được tặng giày cho ai đây ạ? Ai đoán bài đây ạ? 8 chuồng hả? Mọi người còn muốn chốt nữa ạ? Có chị nào muốn chốt nữa không? Muốn chốt nữa thì em cho mọi người 1 phút nữa để chốt nha. 1 phút nữa để cho mọi người chốt luôn nè. Rồi 1 phút nữa cho các chị nào chưa chốt thì nhanh tay chốt một lần nữa cho em đi nào. Và cho mọi người xem lại gợi ý lần nữa nha. 1 phút nữa cho các chị đó, đây là hời quá rồi nha. Đây là cơ hội quá trời cơ hội rồi nha mọi người. Chốt nữa đây ạ. Được nha Thảo Vy ơi, 6 chuồng là sai rồi nha. Bây giờ cho mọi người chốt lại đi nào. Chốt đi nào, nhanh tay đi nào nha. Em tính comment cuối cùng của mọi người nha. Rồi con này là con máy đấy ạ, nhanh tay chia sẻ bằng tim tương tác liền cho em. Chắc chắn không phải là con sáu chuồng rồi nha mọi người ơi. Mình nghĩ sao mình đoán con sáu được. Con sáu là nó không có cái lúc ở giữa này đâu nha. Cực kỳ dễ trúng rồi, đừng bỏ lỡ nha mọi người. Nhanh tay chia sẻ liền cho em đi nào. Đây nha mọi người ơi, lưu ý là ở dưới nha, cái phần ở dưới của em là nó có khoảng trống nha. Ở trên là tự nhiên không có khoảng trống, ở dưới có khoảng trống là con gì đây? Con bảy chuồng này có rất là nhiều chị đoán con bảy chuồng nha. Con bảy chuồng có đúng không ạ? Có rất là nhiều chị. Bây giờ là chị nằm khoảng con 7 và con 8 là số lượng nhiều người đoán thôi. Vậy con này là con số 7 hay con số 8 đây? Nhanh tay cùng nhau chia sẻ lên nhóm và lên trang tường liền cho em. Chuẩn bị công bố lá bài rồi nha mọi người nha. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ, chị nào chưa tương tác nhanh tay tương tác liền cho em. Đúng 10 giờ, 11 giờ 10 phút nha mọi người ơi. Còn 1 phút nữa thôi. Nhảy sang số 10 là em bắt đầu chốt nha. Cho mọi người cơ hội cuối cùng rồi nha. 10 giờ, 11 giờ, 10 phút nè. Chỉ còn vài phút cuối cùng thôi. Chỉ còn vài giây nữa thôi là em sẽ ngừng bán giày nha mọi người nha. Bà ơi, bà xin... Đừng mở máy đi ạ. Mở máy gì? Rồi nha tình yêu ơi. Mở bài chứ mở máy gì tình yêu. Rồi cho mọi người 1 phút cuối cùng. 10 giờ, 10 phút là em sẽ công bố nha mọi người nha. 7 chuồng hay là 8 chuồng đây ạ? 9 chuồng hay là 10 chuồng đây ạ? Có nhiều chị đã 10 chuồng lắm nha. Rồi, bây giờ mình chuyển sang ngừng comment em công bố thiệt nè. Bây giờ nè, hết thời gian chưa? Bây giờ là mọi người đã hết cơ hội thiệt rồi nha. Hết cơ hội rồi nha mọi người nha. Hết cơ hội rồi, đúng giờ rồi. Bây giờ là em lật bài nha. Không cho mọi người cơ hội nữa. Cơ hội đã hết rồi và đã được comment chốt lại rồi nha. Nhanh tay chia sẻ liền cho em một những chiến lược chia sẻ cuối cùng. Nhớ là chị nào mà đáng mà không chia sẻ là hủy nha mọi người nha. Thấy nha Ngọc Duyên ơi, mình thấy bạn nha. Rồi, bây giờ em lật bài nè mọi người, chuyển sang chữ ngừng đi nào. Chuyển sang chữ ngừng và đoán bài nữa nha. Đừng đoán bài nữa, đã 11 giờ 10 phút rồi. Chuyển sang chữ ngừng và em sẽ dê từ trên xuống dưới nha. Dê từ trên xuống dưới để xem thử coi con bài này là con gì. Ngày hôm nay em xin chia buồn cho những chị nào đoán con sáu chuồng. Những chị nào chốt con sáu chuồng là em chia buồn nè. Em sẽ chia buồn dần nha. Chia buồn cho những chị nào đoán con 10 chuồng luôn. Con 10 chuồng cũng không phải. Rồi, chia buồn cho những trẻ nào đoán con 9 chuồng luôn. 9 chuồng, 6 chuồng, 6 chuồng và 10 chuồng là sai hết rồi. Rồi, bây giờ mọi người, sao mà vẫn còn có trẻ đoán bài vậy? Tôi quýnh cho bây giờ, tôi tắt mông bây giờ. Trời ơi, nhanh tay đừng đoán bài nữa để tôi công bố nha các trẻ nha. Rồi, hôm nay em xin chia buồn nè, mọi người cùng nhau đến nút coi. Con này là con mấy đây, làm sao mà con 10 chuồng được không ạ? Hôm nay em xin chúc mừng những chị nào có đoán đây ạ. Con này là con mấy đây ạ. Những chị nào trong ngày hôm nay nha, chia sẻ liền cho em đi nào. Những lượt chia sẻ cuối cùng nha mọi người. Mình đoán trúng của mình không có lượt chia sẻ cũng bị hủy nha. Phần quà sẽ tặng cho ba chị. Chị nào đoán trúng và nhanh nhất sẽ được tặng giày. Em sẽ kiểm tra nha. Mà nhớ là phải có lượt chia sẻ nè. Đoán trúng chúng mà không nhanh nhất cũng được, sau óc cũng được, mà có lượt chia sẻ tương tác nhiều nhất cũng được tặng giày, đó là dành cho chị thứ hai. Và chị thứ ba là em sẽ chọn ngẫu nhiên trong những chị đoán trúng nha. Có nghĩa là mình có 3 cơ hội để mình được tặng giày. Đoán trúng nhanh nhất nè, đoán trúng và có lượt chia sẻ nhiều nhất, và chọn một và một chị được chọn ngẫu nhiên trong những người đoán trúng nữa. Rồi, đây nha mọi người ơi, và bây giờ em sẽ công bố lá bài.
công bố lại bài, đừng đoán bài nữa mọi người ơi. Để bảo đảm công bằng thì đừng đoán bài nữa, em đã kêu ngừng rồi. Thì mọi người chỉ comment chữ ngừng thôi, hoặc là mọi người không comment cũng được, nhưng mà đừng đoán bài nữa để em công bố lá bài nha. Đừng đoán bài nữa để em công bố lá bài đi nào. Mọi người cứ đoán vậy rồi làm sao mà em công bố được. Ngừng đoán bài đi các chữ ơi, chuyển sang comment giùm em chữ ngừng để bảo đảm công bằng nha. Lá bài này là em sẽ công bố liền cho các chị đây. Và con ngày hôm nay em xin chia buồn và xin chúc mừng nha. Chia buồn những chị nào đã chúc mừng chị nào đoán con bảy chuồng nha. Đáp án của ngày hôm nay là con bảy chuồng. Chúc mừng những chị nào ngày hôm nay có đoán con bảy chuồng sẽ có cơ hội được tặng giày với giá 0 đồng bên shop em. Đây nha, phần quà bên shop em luôn. Và các chị nhớ nha, hiện tại là bây giờ tới 800 mấy chị xem livestream. Rất là nhiều chị xem nên là rất là việc kiểm tra rất là lâu nên mọi người nhớ đợi nhân viên em kiểm tra nha. Rồi, đợi nhân viên em kiểm tra và xíu nữa em sẽ công bố người trúng thưởng nha mọi người nha. Con bảy chuồng rồi nên là mọi người đừng đoán nữa nha mọi người nha. Em công bố con bảy chuồng rồi nên mình đừng đoán nữa nha. Rồi, đợi nhân viên em kiểm tra và em sẽ công bố người trúng thưởng cho mọi người luôn nha. Rồi mình ở lại livestream mình đợi để em công bố và mình lên mình nhận giày cho em để được nhận giày với giá 0 đồng nha. Rồi tiếp tục cho các chị là bây giờ em sale giày giá sale cực kỳ ưu đãi cho mọi người. Đôi này là bình thường em bán giá 250 nha. Hiện tại sale chỉ còn 199k và chị nào thích mua đôi này để lại liền cho em. B104 kèm cho em số điện thoại đi nào. 199k nha mọi người, mã giày là B104. Comment cho em là B104 kèm cho em 199k kèm số điện thoại. Sale cho mọi người còn 199k cực kỳ ưu đãi nha. Các chị ơi đợi xíu đi nào, nhân viên em đang kiểm tra nha, tại vì có rất là nhiều chị đoán luôn nên là kiểm tra hơi lâu, cho nên các chị nhớ đợi nha, em sẽ công bố trên livestream. Nếu mà em công bố mà không có lên nhận là em sẽ dành tặng cho người khác đó nha. Rồi, mã giày đôi này là B104 luôn nè. Sale còn 199k. Bình thường em bán giá 250 nha mọi người. Trên livestream này sale chỉ còn 199k, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nên là chị nào thích đôi này để lại liền cho em nè. Đó, để đôi giày nha mọi người ơi, 250 nha, có độ thông thoáng luôn. Hàng siêu đẹp, đến cái đế của nó cũng được, cũng đẹp nha mọi người ơi. Đế cũng đẹp nè, đó, có độ thông thoáng, bao đẹp nha, bao co giãn sẽ giãn luôn. Chị nào lấy mẫu này để lại liền cho em, là mã giày của đôi này là B104 kèm cho em, số điện thoại kèm 199k kèm số điện thoại giùm cho em nha. Giá sale cực kỳ ưu đãi luôn. Chị nào đặt hàng chốt liền cho em, B104 khoảng cách số điện thoại liền cho em, 199k nha mọi người ơi. Em có mẫu màu trắng viền cam nè, đó rất là êm và mềm để bao co giãn nha. Size từ 35 đến 39 nha các chị ơi, hàng cực kỳ hot luôn. Và em hết size 40 rồi, chỉ còn size 39 thôi. Đặt hàng để lại cho em mã từ 35 đến 39 thôi nha. Hết size 40 rồi, đặt hàng để lại liền cho em đi nào. B104 khoảng cách số điện thoại nha mọi người nha, 199k nè. Rồi B104 khoảng cách số điện thoại liền cho em đi nào. 199k chỉ trên livestream. Em tắt livestream là sẽ không được mua giày với giá 199k nha. Lưu ý giùm em là em chỉ bán trong vòng 15 phút thôi nha. Rồi 15 phút thôi nha mọi người ơi, 199k. Và mã giày đôi này là B104. Ai đặt hàng comment liền cho em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhanh tay đi nào, đừng bỏ lỡ cơ hội nha mọi người. Comment liền cho em cao tầm 3 phân, giày thể thao cao tầm 3 phân, siêu đẹp, mã giày là B104, kèm 199k, kèm số điện thoại liền cho em đi nào. Có tính họ, có nha tình yêu ơi, giá này là giá sale rồi, bình thường á 30 nha, 30 nha, những chị ở tỉnh là đồng giá 30 nha. Rồi đôi giày để độn cao 7 phân, siêu đẹp, giày lụa thiêu hoa, mã giày đôi này là S07 luôn nha mọi người. S07 199k luôn, không miễn ship nha mọi người ơi. Bình thường em bán giá 250 rồi, hôm nay em sale cho mọi người là còn 199k này, thấy không? S07 250 nha, 199k chỉ trên livestream này thôi. Mình không nhanh tay mình đặt lại hết hàng nha mọi người. Lưu ý là bên em đã hết size 40 rồi, chỉ còn size từ 35 đến 39 mẫu này thôi. Đặt hàng để lại cho em mã giày kèm cho em số điện thoại, 199k nha. Size từ tiền ship là khoảng từ 20 đến 30 ngàn nha mọi người. Sẽ không quá 30 ngàn, dù các chị ở xa ở đâu thì vẫn chỉ có 30 ngàn đổ lại thôi. Nên là mình đặt hàng để lại liền cho em. Là đôi này là B104 khoảng cách số điện thoại. Mọi người lưu ý là đặt giày trên livestream của em là sẽ được mua giày với giá sale. Sau khi em tắt livestream là sẽ không được mua giày với giá sale và không được miễn ship nữa nha. Nên là mình nhanh tay mình đặt trên không được mua giày với giá sale nữa nha. Mình đặt qua inbox hoặc là tới tận shop mua đều không được mua giá 199k. Duy nhất 15 phút thôi. Em chỉ sale duy nhất trong 15 phút trên livestream này với giá 199k cho mọi người luôn nha. Để độ cao 7 phân mã giày S07 nè. Ok chị Lê Linh nhớ nghe máy chúc đơn hàng nha.
Rồi Trúc Lê ơi, nhớ nghe máy chốt đơn hàng giùm em nha. Ai chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng đi ạ. Em tắt like là hết cô nha mọi người. Mã giày đôi này là S07 để bộ ca 7 phân. Giày lưỡi thiên hoa siêu đẹp. Sale còn 199k luôn, đôi này là S07 luôn nha. Rồi, chị nào lấy đôi này thì nhanh tay để lại liền cho em. S07 kèm cho em số điện thoại. Các chị ơi, tại vì hồi nãy lên tới gần 900 chị xem livestream lận. Lượt comment rất là nhiều nên em kiểm tra hơi lâu, mọi người đợi cuối livestream nha. Bây giờ em sẽ nói nè, khoảng 11 giờ rưỡi là em sẽ công bố người trúng thưởng nha. 11 giờ rưỡi em sẽ công bố ba chị may mắn được tặng giày nha. Rồi, ok chị Hoa còn may nhớ nghe máy chốt đơn hàng giùm em nha các chị nha. Em sale còn 199k rồi mình không nghe máy lên hủy đơn nha. Đơn này em có size từ 35 đến 40 nè. Chị Nguyễn Thư ơi, đặt hàng để lại cho em mã giày kèm cho em số điện thoại đi nào. 199k nha, đôi này là S07 để độ cao 7 phân. Có màu trắng thôi nha mọi người, giày lũ thiên hoa. Lan Phương ơi, đặt hàng để lại cho em mã giày kèm cho em số điện thoại. Sang ơi, mã giày kèm cho mình số điện thoại nha. Size từ 35 đến 40, sale còn 199k. Mã giày của đôi này là S07 giày lũ thiên hoa nha. Để độ cao 7 phân luôn nè. Đặt hàng để lại liền cho em là S07 khoảng cách số điện thoại đi nào mọi người ơi. Đây, ở dưới của nó để cực kỳ sang lấp lánh nha mọi người ơi. Bỏ lỡ cực kỳ uổng luôn. Đôi này là S07 để độ cao 7 phân, giày lưỡi thiên hoa. Và chị nào thích đôi này thì mình nhanh tay đặt hàng liền cho em. Chị với giá là 199k thôi nha. Em tắt like là hết giá sale nha. Trần Ngọc Bảo Hân ơi, khoảng từ 3 năm đến 7 ngày nha. Ở tỉnh thì ở thành phố thì khoảng từ 1 đến 2 ngày là có giày rồi nha. Rồi, chuyển sang cho các chị đây. Lan Phương ơi, đặt giày cho mình mã giày kèm cho em số điện thoại đi nào. Chuyển sang cho các chị đôi B101 sale còn 199k luôn. Mã giày là B101 siêu đẹp luôn nha. Rồi Lan Phương ơi, số điện thoại đi nào. 30 nha mọi người ơi, ship toàn quốc luôn nha các chị ơi, ship toàn quốc 30.000 nha, tiền ship toàn quốc là 30.000 nha. Các chị ơi, Nguyễn Minh ơi, lưu ý giùm em là bên em không miễn ship được, tại vì em bán giày giả sale rồi. Chỉ trên livestream này và em chỉ bán trong vòng 15 phút thôi. Mình nhanh tay mình đặt hàng để lại liền cho em mã giày kèm cho em số điện thoại nha. Rồi màu đen phối đỏ siêu đẹp, đôi này là B101 199k luôn. Chị nào đặt mẫu này để lại liền cho em B101 khoảng cách số điện thoại giùm cho em nha. Em gồm có mẫu màu hồng này nha mọi người. Màu đen nè, màu hồng, màu đen và màu trắng nha. Đế của nó có đường viền siêu đẹp, mã giày là B101 luôn. Chị nào lấy mẫu này comment liền cho em B101 kèm cho em 199k, kèm cho em số điện thoại size từ 35 đến 40 nha. Size từ 35 đến 40 luôn. Đặt hàng chốt liền cho em là B101 kèm cho em số điện thoại. Lưu ý là em chỉ bán cho nữ thôi nha, tình yêu em không bán cho nam nha. Và mấy anh em bán hàng nhiều quá nên em không bán nữa nha. Rồi B101 mẫu này gồm màu hồng phối để hồng này nha mọi người ơi. Màu đen phối để đỏ luôn. Và màu trắng phối để đỏ, mã giày là B101 luôn nè. Chị nào đặt hàng comment liền cho em B101 kèm cho em số điện thoại đi nào. 199k luôn nha tình yêu ơi. Nhanh tay còn mẫu còn size chặn tay là hết nha mọi người. Rồi chuyển sang cho mọi người đôi giày đây ạ. Giày lưỡi để độ cao 7 phân là em còn mẫu này nha. Để độ cao 7 phân là em còn mẫu này là S07 luôn nha. Ok chị Lan Phương, nhớ nghe mày chốt đơn hàng cho em nha chị nha. 199k nha tình yêu ơi. Rồi ok chị Trần Ngọc Bảo Hân nè, nghe mày chốt đơn hàng giùm em luôn. 199k mẫu giày là để độ cao 7 phân S07 nha mọi người ơi. Thêu hoa cực kỳ đẹp luôn nha, bỏ lỡ là cực kỳ uổng nha mọi người. Đây, điểm nhấn của đôi giày có đường viền bạc cực kỳ đẹp đây. Mã giày đôi này là S07 nha. Đúng rồi, em bán ở Việt Nam nha. Rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền cho em đi nào. Mẫu này là cao 7 phân nha, giúp mình cao hơn và đẹp hơn. Các chị ơi, thay vì mình mang một đôi giày cao gót cao 7 phân, mình mua cái đôi giày để độ này đi. Thiết kế bao đẹp nè, theo hoa nha mọi người ơi. Đặc biệt là giúp mình cao đẹp hơn, thoải mái trong việc đi đứng chạy nhảy hơn nè. Đó, đi đứng chạy nhảy thoải mái hơn, giúp mình năng động và đẹp hơn nữa, rất là đẹp. Đôi này là S07 nha. Ok chị Trang Trần này, ok chị Ý Như Trần nha. Nhớ nghe mày chốt đơn hàng giùm cho em nha. Nhớ đi em hãy chốt đơn hàng giùm em nha mọi người ơi. Tại vì em sale 199k rồi, không nghe máy lại hủy đơn nha. Rồi ok chị Ngọc Anh lấy đôi S07 nè. Đôi này là có size từ 35 đến 40 nha. 35 đến 40 mã giày đôi này là S07 luôn. Nhanh tay đi nào, ở dưới để đôi giày có đường viền bạc làm điểm nhấn nha. Cực kỳ sang trọng luôn nha mọi người. Vừa đẹp vừa sang vừa giúp mình cao hơn nữa. Đó, 3 trong 1 nha mọi người nha. 3 trong 1 mã giày đôi này là S07 luôn. Đó các chị thấy không ạ? Để lại liền cho em nha, đằng sau đây là da nha mọi người. S07 kèm cho em chuẩn thoại, size từ 35 đến 40 nha. Màu đen có size 37 nha tình yêu ơi. Cái đôi này mình có size 37 luôn nha. Đủ size từ 35 đến 40, 199k
Mã đôi giày này là B101 luôn nha mọi người. B101 nha. Ba màu cho các chị nè, màu hồng nè để hồng nè, màu đen để đỏ và màu trắng để đỏ luôn. 199k luôn nha. Rồi 199k luôn, mã giày đôi này là B101 luôn. Thích mẫu nào để lại liền cho em mã giày kèm cam số điện thoại nha. Rồi 199k đi ạ. Để đường em chỉ còn mẫu này thôi nha tình yêu ơi. Để đường còn mẫu này thôi. S07 kèm cho em số điện thoại. Để đường cao 7 phân siêu đẹp 199k luôn. Đặt hàng để lại liền cho em mã giày kèm cho em số điện thoại đi nào. Nhanh tay nha mọi người ơi, S07 size 30. Rồi có nha Lan Phương ơi. Có đủ size từ 35 đến 40 là chắc chắn là có size 36 rồi. 35, 36, 37, 38, 39, 40 nha. Rồi đôi này là S07 luôn. Trẻ nào đặt hàng nhanh tay để lại liền cho em. S07 kèm cho em số điện thoại. Để đường cao 7 phân siêu đẹp, giày lụa thi hoa nha mọi người ơi. Nhanh tay đặt trên livestream của em để được mua giày và giá sale nha. Bỏ hai số 9 đuôi đi chị ơi. Lan Phương ơi, chị cho em nhầm số nè. Chị ơi bỏ hai số 9 đuôi là loại được nha. Chị Lan Phương ơi, chị cho em bị nhầm số nè chị ơi. Chị cho em lại số điện thoại đi chị Lan Phương. Rồi 199k nha mọi người. Giá sale bình thường em bán giá 250 nha. Đây bình thường em bán giá 250 nha. Để tại vì bên em có rất là nhiều mẫu, sợ bên em quên là bên em có dán lại nha. Mã giày kèm mẫu kèm size luôn. Là bình thường em bán đôi này 250 duy nhất hôm nay. Trên cái livestream này là chỉ còn 199k. Em tắt livestream là mọi người đặt hàng qua inbox hoặc là tới tận shop mua sẽ không được mua giày với giá 199k nữa nha. Ưu đãi chỉ trên livestream này thôi. Và lưu ý giùm em, tại vì ưu đãi nên là mỗi chị chỉ được mua tối đa 2 đôi thôi nha. Mỗi chị mua tối đa 2 lô thôi. Ok chị Trúc Lê nè, nhớ nghe mày chốt đơn hàng giùm em nha. Đôi này là S07 nha, kèm cho em số điện thoại 199k. Anh Dung ơi, lấy cái đôi B101 màu đen thì để lại liền cho em hả? Giày kèm cho em số điện thoại nè. Đường viền màu đỏ siêu đẹp nha, mang đi đi là bao đẹp bao nổi bật luôn nha mọi người, đẹp nha. Đó, rất là đẹp nha, size từ 35 đến 40. Anh Dung ơi, mã giày kèm cho em số điện thoại liên lại điền đi nào. Lan Phương ơi, nghe mày chốt đơn hàng giùm em nha Lan Phương. Rồi màu trắng nha các chị ơi, rất là êm và mềm để bao co giãn luôn nha. Mã giày đôi này là B101, comment liền cho em là B101 kèm cho em số điện thoại 199k. Đợi xíu nữa em công bố cho mọi người nha. Xíu nữa em công bố nha, tại vì bên em đang kiểm tra kịch liệt nha mọi người ơi, tại vì tới gần 1000 chị chơi lận nha. Rồi, đây nha các chị ơi, để bao co giãn nè, mã giày đôi này là B101 luôn. Chị nào đặt hàng comment liền cho em, B101 kèm cho em đi nào. Kèm cho em 199k kèm số điện thoại đi. Chất vải bao êm và mềm để bao co giãn nha các chị ơi. Vải bao êm và mềm nha, phong siêu đẹp luôn. Bỏ lỡ là cực kỳ uổng nha. Đôi này là B101 nha mọi người nha. Màu hồng, đế của nó màu hồng đây, cực kỳ đẹp luôn. Chế nào đặt hàng chốt liền cho em là B101 khoảng cách số điện thoại. Chị Khánh Quỳnh ơi, số điện thoại giùm em đi chị ơi. Chị đặt hàng cho em số điện thoại để chốt đơn hàng mà nhớ nghe máy giùm em nha. Rồi ok chị Trúc Lê nè, nghe máy giùm em nha mọi người ơi, không nghe máy là em hủy đơn nha. Mã giày kèm cho em số điện thoại liền nha mọi người ơi, từ 20 đến 30 nha. Bách Hoàng ơi, mã giày kèm số điện thoại đi Bách Hoàng ơi. Đặt bôi B101 kèm cho em số điện thoại nữa nha. Giày siêu đẹp mà các chị không cho số điện thoại làm sao em liên lạc được cho mọi người. Bên em đã nói là không qua inbox rồi. Inbox là sẽ không được giá sale rồi nha. Nên là mình đặt trên livestream là mình phải cho em lại số điện thoại. Và nhớ nghe máy chốt đơn hàng, không nghe máy em cũng hủy đơn nha. Rồi ok chị Anh Hải Nam nè, ok chị Anh Hải Nam nè. Rồi Bác Hoàng ơi, mã giày kèm cho em số điện thoại liền đi nha. Chị Khánh Quỳnh ơi, mã giày kèm cho em số điện thoại đi Khánh Quỳnh ơi. Khánh Quỳnh nè, Bác Hoàng nè, số điện thoại đâu. Anh Dung ơi, B101 màu đen số điện thoại luôn nha. Có nhiều trẻ không cho em số điện thoại lại hủy đơn hết nha. Chị Trúc Lê ơi, bên em gọi không nghe máy lên hủy đơn chị Trúc Lê nha. Chị còn trong livestream thì chị nhanh tay comment liền cho em đi nào chị Trúc Lê. Comment cho em một chữ hoặc một số bất kỳ comment lại cho em số điện thoại để em comment chữ ok để em gọi lại cho chị nha. Rồi ok chị Xô Sang Nguyễn nè. Mọi người ơi, 4 phút nữa là em tắt livestream nha. 4 phút nữa là em ngừng bán giày bởi giá xem là trẻ nào chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng liền. Rồi ok, mình gọi lại cho Bắp Lê nha, Trúc Lê nha. Rồi ok, Trúc Lê nghe máy mình gọi lại cho bạn nè. Ok, Xô Sang Nguyễn nha mọi người ơi. 4 phút nữa là em ngừng bán giày bởi giá là 199k rồi. Nên là chị nào chưa đặt hàng nhanh tay đặt hàng liền cho em. 199k mã giày là B101. Có rất là nhiều chị chưa cho em số điện thoại, mình nhanh tay để lại thông tin mã giày kèm cho em số điện thoại lại liền nha. Mọi người ơi đừng ngồi em công bố nữa, xíu nữa em công bố là em trước khi tắt live em sẽ công bố cho các chị luôn nha. Công bố trực tiếp trên livestream nên là mình yên tâm nha. Rồi ai đặt hàng để lại liền cho em mã giày đôi này là mã giày đôi này là B104 kèm cho em số điện thoại đi nào. B101 kèm cho em số điện thoại nha. 199k giá cực kỳ ưu đãi nha mọi người nha.
chị Nhung Nhung nè, siêu đẹp nha các chị ơi, đặt hàng để lại liền cho em. Anh Dung ơi, mình vẫn chưa thấy số điện thoại em hủy đơn nha. Anh Dũng hả? Con trai hả? Nếu con trai đặt hàng là em sẽ không chốt đơn nha, em chỉ chốt cho nữ thôi. Rồi ok chị Nhung Nhung, nhớ nghe máy chốt đơn hàng giùm em nha mọi người. 199k mã giày đôi này là B101 nha. Nhanh tay còn mẫu còn size, chậm tay là hết mẫu hết size nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mọi người, để chống trơn trượt mã giày đôi này là B101 luôn. Dạ không có màu đen nha chị ơi, mẫu này em chỉ còn màu trắng thôi. Mã giày là S07, chị nào thích thì nhanh tay, cực kỳ sang chảnh luôn nha mọi người nha. Chị Lan Phương ơi, bên em sẽ gọi cho chị nên là chị không phải tốn tiền nha. Bên em sẽ gọi cho chị Lan Phương, chị để lại cho em mã giày kèm, chị cho em là số điện thoại, bên em sẽ gọi lại cho chị Lan Phương nha. Lan Phương ơi, cho mình số điện thoại để em gọi lại cho bạn nha. Bên em gọi cho bạn nên bạn không có tốn tiền đâu. Ok chị Minh Minh Mai Mai nè. Rồi cái đôi này nha, xem màu đen họ đặt hàng liền cho em nha chị nha. 199k, siêu đẹp, dự đề của đôi giày có đường viền màu đỏ chất vải bao êm và mềm nha. Đây là đằng sau của đôi giày đây ạ. Đây nha, 199k mã giày đôi này là B101 luôn. Đặt hàng chốt liền cho em là B101 và cách số điện thoại nha. Rồi ok chị Minh Mai Minh Mai Mai nghe mã chốt đơn hàng giùm em nè, màu hồng nha mọi người nha. Màu hồng nè. Rồi màu trắng luôn nha các chị ơi, rất là đẹp. Dây của nó màu trắng luôn nha. Siêu đẹp, chất vải bao êm và mềm. Mã giày là B101, đặt hàng chốt liền cho em là B101, khoảng cách số điện thoại đi nào. 199k nha tình yêu nha. Rồi, để độ cao 7 phân là đôi này S07 luôn nè. Chị nào đặt hàng để lại liền cho em đi nào. Ủa sao hết tiền lại gọi không nghe được vậy? Ok chị Thanh Ngọc Canh đặt đôi S07 rồi nha, nhớ nghe máy chốt đơn hàng. Chị Sơn Sang Nguyễn ơi, bên em sẽ gọi cho những chị nào đặt hàng trước nha. Sẽ gọi từ trên xuống dưới nên là mình đợi giùm em khoảng từ 5 đến 10 phút là bên em sẽ gọi nha. Rồi, S07 để độ cao 7 phân, chị nào đặt hàng để lại liền cho em. S07 khoảng cách số điện thoại 199k luôn nha mọi người nha. Em sắp tắt livestream rồi, nên là chị nào mà chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng nha. Em tắt là hết cơ hội nha mọi người nha. Em tắt là hết cơ hội được mua giày với giá sale nha. Rồi nha mọi người, em công bố người đầu tiên được trúng thưởng bên shop em đi ạ. Rồi, chế đầu tiên được trúng giày bên em là chị Lê Quỳnh Anh. Chị Lê Quỳnh Anh nha, chị Lê Quê Quỳnh Anh là được tặng giày với giá 0 đồng. Chị này là người đáng trúng và nhanh nhất nha Lê Quỳnh Anh. Còn trong livestream thì nhanh tay lên nhận giày giùm em. Rồi ok chị Lan Phương này, ok Nguyệt Lệ nè. Ngay mai chốt lần hàng giùm em. Lê Quỳnh Anh là chế đầu tiên được tặng giày với giá 0 đồng bên shop em. Và người đáng trúng và có lượt chia sẻ nhiều nhất là một anh nam tên là Hoàng Nhật An, là nam nha. Bạn không trong livestream thì bạn lên nhận giày giùm em, và lưu ý là shop em chỉ bán giày nữ thôi, không có bán giày nam nha tình yêu ơi. Rồi lưu ý giùm em chỉ bán giày nữ không bán giày nam, nên là anh nam được nhận giày á thì mình có bạn gái thì mình mua giày cho bạn gái hoặc người yêu nha. Rồi trẻ nào chưa đặt giày nữa mà nhanh tay để lại liền cho em mã giày kèm cho em số điện thoại 199k nha. Em tắt like là hết cô nha. Rồi nhanh tay đi nào, để nhân viên em kiểm tra nè. Đây Hoàng Nhật An ơi, còn trong livestream thì lên nhận giày giùm em nha. Đây là một người nam đoán trúng và có lượt chia sẻ nhiều nhất nè. Còn chị đoán trúng và nhanh nhất là chị Lê Quỳnh Anh nha. Lê Quỳnh Anh là đoán trúng và nhanh nhất nha. Shop em gửi qua cho em nha mọi người nha. Shop em gửi qua cho em là 3 chị lận. Đây còn một chị nữa là chị Nguyễn Hạnh hay là Nguyễn Hạnh gì đây nha, đến từ Bến Tre nha. Rồi Hoàng Nhật An nè, Nguyễn Hạnh gì nha. Nhớ lưu ý là người trúng là em sẽ tặng, em sẽ công bố trực tiếp trên livestream và inbox trực tiếp cho người trúng thưởng nha mọi người ơi. Nếu mà mình không còn trong livestream thì nhớ là để tin nhắn giùm em nha mọi người nha. Rồi nha mọi người, mã giày của đôi này là S07, chị nào đặt hàng comment liền cho em S07 kèm cho em số điện thoại đi nào. Nhanh tay như tình yêu ơi. Lưu ý giùm em là có rất là nhiều chị đoán trúng nhưng mà chỉ có 3 chị được nhận giày thôi, nên là mình đoán trúng và có lượt chia sẻ nhiều nhất là được tặng giày nè. Nhanh nhất là được tặng giày nha. Đoán trúng và nhanh nhất là được tặng giày là 3 người nha. Chia sẻ và nhanh nhất này là được tặng giày nha mọi người. Rồi mã giày của đôi này là S07 luôn. Chị nào đặt hàng để lại liền cho em là S07 kèm cho em số điện thoại sale còn 199k. Còn trẻ nào muốn mua nữa thì nhanh tay liền cho em nha. Nhanh tay đặt hàng liền cho em, 5 phút nữa là em tắt livestream rồi nha mọi người nha. Nhanh tay đi nào.
199k, mã giày đôi này là S07. Ngoài ra là mẫu giày B104 cho mọi người đây. B104 sale cho các chị là còn 199k luôn nha. Rồi 199k một B104 luôn. Đặt hàng để lại liền cho em là B104 bản cách xuống thầy, gồm có màu trắng phổ viền đỏ và trắng phổ viền cam, siêu đẹp nha mọi người. Size từ 35 đến 39 để có lộ thông thoáng cho mình luôn. Chất của nó bao êm và mềm, siêu đẹp nha mọi người. Rồi 99k luôn, 199k luôn nè. Đặt hàng để lại liền cho em là B104 khoảng cách số điện thoại luôn nha mọi người nha. 199k luôn ạ. 199k giá cực kỳ ưu đãi mọi người, tắt em tắt livestream là sẽ không còn được mua giày và giá sale nữa, nên là mình nhanh tay mình đặt trên livestream của em để được mua giày và giá sale nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người nha. B104 còn chị nào lấy không ạ? Đặt hàng để lại liền cho em mã giày kèm trang số điện thoại 199k nè. Rồi B56 199k cho mọi người luôn. Đôi này em chỉ còn nhận size 35, 36 và 39 nha. Mẫu này em hết size rồi, chỉ còn size 35, 36 và 39 để bao trống trơn trượt. Mã giày của đôi này, mã giày của đôi này là B56 size 35, 36 và 39, 199k luôn. Chị nào lấy đôi này để lại liền cho em, hết size rồi nha, chị nhận size 35, 36 và 39 luôn. 199k giày siêu đẹp, chị nào đặt hàng để lại liền cho em là B56 khoảng cách số điện thoại nha. Rồi B62 cho các chị nhận size 39 và 40. Mẫu này chị nhận size 39 và 40, 199k luôn nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì để lại liền cho em là B62 khoảng cách số điện thoại giùm em luôn nha mọi người. 199k và để của nó theo màu giày cực kỳ đẹp luôn. Mã giày của đôi này là B62, khoảng từ 20 đến 30 ngàn nha chị Phan Thị Như Ý ơi. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Giá là 199k, bình thường em bán giá 250 nha mọi người. Chỉ trên livestream còn 199k, 5 phút nữa thôi là em tắt livestream rồi. Nên là những chị nào chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng. Em tắt live là hết cơ hội được mua giày với giá sale nha mọi người nha. Em tắt live là sẽ không còn được mua giày với giá sale nữa. Nên là mình nhanh tay mình đặt trên live cho em nha. Đặt trên live để được mua giày với giá sale nha mọi người nha. Rồi chuyển sang đôi này sale còn 150 luôn nè. 150 mã giày là NE133. Màu này là màu này em nhận size 35, 36 và 38 nha mọi người. Màu này là màu nâu đất nha mọi người. Nâu đất em nhận 35, 36 và 38 thể hòa trực tiếp lên đôi giày siêu đẹp có hoa văn. Màu đỏ em chỉ còn nhận size 35, sale còn 150 luôn. 150 nha mọi người. Đặt hàng trên livestream mà em được mua giày với giá sale nha. Đặt hàng qua inbox và cả tới tầng shop mua sẽ không được mua đôi giày này với giá sale nha mọi người. 150 mã giày là NE133. Rồi chị nào lấy đôi này thì để lại cho em NE133 khoảng cách số điện thoại đi nào. Rồi để lại liền cho em đôi này là NE133 khoảng cách số điện thoại. Để bao coi dạng siêu bền cho mình, mang một năm cũng không sợ bị hư nha. Đó mà mang vô cực kỳ chẳng chân và đẹp luôn. Mã giày là NE133 nha các chị ơi. Rồi chị nào đặt hàng chốt liền cho em là NE133 khoảng cách số điện thoại, size từ 35 đến 40 nha. 35 em chỉ nhận size 35, 36 và 38 màu này. Còn màu đỏ là chị nhận size 35 nha. NE133 khoảng cách số điện thoại đi nào. Em tắt livestream là bị ổn và bị hủy nha mọi người nha. Rồi đây là A11 sale còn 99k, chỉ nhận size 35, 36 nha mọi người nha. Rồi đôi này chỉ nhận size 35, màu đen là em nhận size 35, 36, sale chỉ còn 99k, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chị nào đặt hàng để lại cho em là A11 kèm cho em số điện thoại, chỉ nhận những chị nào chân size 35 và 36 nha. Đặt hàng để lại cho em là A11 khoảng cách số điện thoại đi nào. Size 35 và 36 nha mọi người ơi, nhanh tay đặt trên livestream đi nào. Vài phút nữa thôi là em tắt livestream rồi. 4 phút nữa thôi nha mọi người ơi. 4 phút nữa thôi là em tắt livestream rồi. Nên những chị nào chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng. Sau khi em tắt livestream là mình đặt hàng qua inbox hoặc là mình tới tận shop mua sẽ không được mua giày với giá sale nữa nha. Rồi A11 99k, giá cực kỳ ưu đãi, chất của nó bao đẹp nha mọi người ơi. Tại vì chỉ còn vài đôi thôi, size 35 và 36 màu đen. Và màu hồng em chỉ còn size 35 thôi. Mình nhanh tay mình đặt hàng thì mình còn dày nha. Không đặt hàng là hết nha mọi người. Giá cực kỳ ưu đãi là 99.000 nha mọi người ơi. 99.000 chỉ trên livestream của em thôi. Đặt hàng để lại liền cho em là A11 khoảng cách số điện thoại giùm em nha. A11 khoảng cách số điện thoại, nhận size 35, 36 màu đen và 35 màu hồng nha mọi người. Nhanh tay
tay để lại liền cho em mã giày kèm cho em chỗ này. Em tắt like là hết cơ hội nha mọi người nha. Rồi 3 phút cuối cùng cho các chị đặt đơn hàng nè. Hết mẫu rồi nha mọi người nha. Hết mẫu rồi mình lấy mẫu nào thì mình đặt liền cho em. Rồi đơn này là 199k màu trắng đây nha chị ơi. Size từ 35 đến 39 phổ viền cam và viền đỏ đây ạ. 35 đến 39 nha, 199k. Mã giày của đôi này là B104. Đặt hàng cho em B104 kèm cho em số loại sale còn 199k. Còn cái mẫu này là B56, em nhận size 35, 36 và 39 nha. 35, 36 và 39 mẫu này. Mã giày của nó là B56 luôn. Đặt hàng để lại cho em là B56, khoảng cách số loại 199k luôn nha, để chống chân chợt nha tình yêu nha. Có size 38 nha chị BB ơi. Rồi tới chơi rồi nha tình yêu ơi. Mẫu độ mình có mẫu dây S07 đế độ cao 7 phân đây ạ. Chị nào đặt mẫu nào cho em số điện thoại liền đi nào. Tại vì em sắp tắt live stream rồi nha mọi người, em tắt là hết cơ hội nha. Đen đỏ là đôi nào? 199k nha tình yêu ơi. Mã giày đôi này là B101 nha. 199k mã giày là B101. Chị nào chưa đặt thì nhanh tay cho em số điện thoại luôn đi chị Tâm Hồ ơi. Tâm Hồ ơi số điện thoại. Ok chị Đỗ Thị Thủy nha. B104 nha. Mẫu này là B104 nha chị nha. B104 nha, 199k nha. Đây phổ cam siêu đẹp, chất của nó bao em và mềm nha. Bên trong có lửa thông thoáng luôn. Siêu đẹp nha mọi người nha. B104 kèm cho em số điện thoại. Tâm Hồ ơi số điện thoại nha. Đỗ Thị Thủy nhớ giùm em là B104 nha. Rồi cái mẫu này là để đồn cao 7 phân dày lưới thiếu hoa đây ạ. S07 luôn nha. Lan Phương ơi nghe máy giùm shop em đi ạ. Đồn 7 phân có màu đen không? Dạ không nha chị nha, có màu trắng thôi. Là cái đôi này nha, S07 nha. Đằng sau đôi giày có điểm nhấn cực kỳ đẹp đây. Đặt hàng chốt liền cho em là S07 kèm cho em số điện thoại đi nào. Cực kỳ sang và đẹp nha, ánh bạc ở đây nha mọi người. Rồi ok chị Tâm Hồ nhận nghe máy chốt đơn hàng giùm em luôn nha chị Tâm Hồ ơi. Rồi mọi người ơi, còn 1 đến 2 phút cuối cùng. Ai chưa đặt hàng nhanh tay đặt hàng đi nào. 1 phút cuối cùng nha, mã giày kèm cho em số điện thoại. Em tắt like là sẽ trở về giá cũ nha mọi người. Bình thường em bán giá 250 nha, trên livestream chỉ còn 199k thôi. Đặt hàng chốt liền cho em mã giày kèm cho em số điện thoại. Mã giày kèm cho em số điện thoại nha, 199k, mã giày đôi này là B104 nè. Còn đôi này là B101 nha. B101 199k luôn. Gồm có mẫu màu hồng nè nha tình yêu. Màu trắng phối đỏ và màu đen luôn. Màu đen phối đỏ luôn, 199k. Mã giày đôi này là B101 luôn nha. Đặt hàng chốt liền cho em là B101, khoảng cách xuống tải nha tình yêu nha. Rồi đôi này sale còn 99k. Mã giày là A11 luôn. 99k mã giày là A11 luôn nha tình yêu. Đặt hàng để lại cho em là A11, khoảng cách số điện thoại đi nào. Em gồm có mẫu màu hồng và màu đen. Chỉ còn size 35-36 màu đen nha. 35-36 nhớ nghe máy chốt đơn hàng nha. Rồi cái đôi này là 35 màu hồng nha. Rồi chị Toàn ơi, inbox sẽ sắp em để em gửi lại cho chị nha. Chị Thoa hàng nha. Rồi còn chị nào đặt hàng nữa hả? Nếu mà không ai chị không ai đặt hàng nữa em tắt live stream nha mọi người nha. Không chị nào đặt hàng nữa em tắt live stream nha. 99k mã giày đôi này là B11 luôn. A111 size 35-36 màu đen và màu hồng là size 35 nha. 99k luôn. Rồi mẫu B9 cho mọi người xem còn 99k, chỉ còn size 35 nha. Chỉ còn size 35 mã giày là B9 luôn. Chị nào lấy mẫu này để lại liền cho em. B9 khoảng cách số điện thoại 99k luôn nha mọi người nha. Em công bố kết quả rồi nha tình yêu ơi, em công bố rồi mà. Rồi ok chị Thoa Hàng, chị lấy mẫu nào nè chị Thoa Hàng ơi. Rồi mẫu này là 99k mã giày B9, em chỉ còn duy nhất size 35 nha. Gồm có mẫu màu đen nè, màu đỏ nha. Và màu xám mã giày là B9 luôn. Đặt hàng để lại liền cho em là B9, khoảng cách số điện thoại 99k nha mọi người ơi. Chỉ còn duy nhất size 35 dành cho 3 đôi này thôi. Rồi mọi người ơi, nếu mà không chị nào đặt hàng nữa thì em tắt live stream nha. Bye bye mọi người nha, bye bye.